Chào các bạn, hành tinh của chúng ta luôn có cách khiến nhân loại phải ngạc nhiên thậm chí là khiếp sợ với muôn vàn hiện tượng không hề hợp lý. Dù bạn có dành bao năm để đọc sách thì mỗi ngày thiên nhiên vẫn xuất hiện thêm một số điều kỳ lạ khiến khoa học cũng đau đầu. Và tất nhiên, có cả những hiện tượng mà con người chúng ta không hề hy vọng sẽ nhìn thấy nó trong cuộc sống. Vì sao ư? Bởi nó chẳng có gì tốt lành, đôi khi còn đe dọa cả tính mạng của con người. Trong video hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn về 8 hiện tượng đáng sợ nhất của thiên nhiên chúng ta không nên nhìn thấy. Hãy cùng tìm hiểu xem chúng là những hiện tượng gì và chúng đáng sợ như thế nào nhé! 8 hiện tượng đáng sợ nhất của thiên nhiên chúng ta không nên nhìn thấy. 8. Đất hóa lỏng. Một cảnh tượng tưởng chừng như chỉ có ở trong các bộ phim viễn tưởng nhưng đã xảy ra ở Indonesia vào năm 2018. Chỉ trong thời gian ngắn sau khi hiện tượng đất hóa lỏng xảy ra, khu dân cư với hàng nghìn ngôi nhà ở Balara và Petobo bị xóa sổ hoàn toàn và biến thành bãi đất hoang, có khoảng 1.300 nạn nhân đã thiệt mạng. Đất hóa lỏng được xem là hiện tượng cực kỳ đáng sợ. Nó xảy ra khi cát và bùn bão hòa, hóa lỏng do kết quả của những rung chấn mạnh như động đất. Khi trận động đất làm tăng áp suất nước trong đất, khiến các thành tố trong đất không có tính liên kết. Bạn có thể liên tưởng hiện tượng này như lớp cát bị ngâm nước biển, cát sũng nước, hóa bùn lỏng chảy xuống khi vợt bằng tay. Hiện tượng đất hóa lỏng có nhiều khả năng xảy ra ở vùng đất khai hoang, cả vùng nước nông hoặc gần biển. Sông cũng rất dễ có nguy cơ đất hóa lỏng. Lần gần đây nhất, hiện tượng đất hóa lỏng xảy ra trên quy mô lớn được ghi nhận tại Nhật Bản vào năm 2011. Theo sau trận động đất và sóng thần tại thành phố Urayasu, ước tính 86% đất trong thành phố đã trở nên hóa lỏng, khiến chính quyền địa phương phải mất tới 6 năm để khắc phục hậu quả. (7) Cross sea. Cảnh tượng mặt biển chia ô thành những con sóng hình vuông rất ít khi gặp phải, được coi là khoảnh khắc tuyệt đẹp của tự nhiên. Dù có thể xuất hiện chỉ trong vài phút, nhưng đây là hiện tượng được giới khoa học đánh giá là cực kỳ nguy hiểm. Có lẽ nhiều bạn đang thắc mắc vì sao nó lại nguy hiểm. Hiện tượng này thường xảy ra ở vùng nước nông, có thể nhìn thấy ở ngoài khơi phía Tây của Isle thuộc Pháp, hoặc trên các bãi biển ở Tel Aviv, Israel. Đi kèm cùng với chúng là những đợt thủy triều cực mạnh, sẽ cuốn trôi người và tàu bè dễ dàng. Các dòng hải lưu có thể sinh ra những đợt sóng cao bất thường, thậm chí là lật cả tàu lớn. Bởi vậy, các chuyên gia khuyến cáo, nếu đang đi biển mà bắt gặp hiện tượng nguy hiểm này, thì thay vì dành thời gian để chụp ảnh hay selfie, bạn cần tìm mọi cách để thoát khỏi mặt nước ngay lập tức để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người đi cùng. 6. Cơn mưa cá ở Honduras. Mưa cá là hiện tượng bất thường đối với đa số chúng ta, nhưng không bất thường tí nào đối với đất nước Trung Mỹ Honduras, nơi ở thủ đô Euro. Một hiện tượng tự nhiên kỳ lạ xảy ra hàng năm khi cá từ trên trời rơi xuống trong những cơn mưa lớn. Honduras trải qua hiện tượng thời tiết mưa cá khó giải thích hàng năm trong 100 năm qua. Đến đây, bạn sẽ được chứng kiến cảnh tượng một đám mây đen xuất hiện trên bầu trời, kèm theo chớp, sấm, những cơn cuồng phong và mưa lớn trong 2-3 giờ liên tiếp. Sau khi mưa vừa dứt, những con cá tươi rói sẽ tràn ngập mặt đất và bạn có thể mang cá về đánh chén mà không cần phải vất vả đánh bắt. Có nhiều giả thuyết khác nhau liên quan đến hiện tượng tự nhiên kỳ thú này. Tuy nhiên đến nay hiện tượng này vẫn còn là một ẩn số. Và từ năm 1998, người dân thành phố Euro bắt đầu tổ chức lễ hội mang tên Festival de la Lluvia de Peces, lễ hội mưa cá, ăn theo hiện tượng mưa cá độc đáo này. 5. Vòng tròn tự sát. Bình thường, chúng ta vẫn thấy những đàn kiến di chuyển ngay hàng thẳng lối. Nhưng nếu vô tình bạn nhìn thấy chúng di chuyển theo hình tròn, thì hãy cố gắng làm một điều gì đó để chúng đừng đi vào ngõ cụt. Hiện tượng vòng tròn chết chóc hay vòng xoáy tự thân là một trong những hiện tượng khiến những con kiến thợ phải bỏ mạng vô nghĩa. Hiện tượng kỳ lạ này xảy ra khi con kiến đi đầu bị mù đường. Bởi thông thường khi di chuyển, những con kiến đi đầu sẽ tiết ra kích thích tố, giúp đồng loài của mình cảm giác được mùi để đi theo. Thế nhưng nếu chẳng may, con kiến đi đầu bị mất đi phương hướng đi vòng quanh thành một vòng xoáy không lối thoát. Điều đó sẽ khiến những con kiến đi sau lạc theo. Nếu không có ngoại lực tác động, những con kiến đi phía sau sẽ thực sự tuân thủ nghiêm ngặt theo phương hướng của con kiến đi trước, đi thành từng vòng đến khi mệt chết. Ngay cả khi trung tâm vòng xoáy, xác chết của những con kiến đi trước chắc thành đống, những con kiến đi phía sau cũng sẽ không dừng lại, để rồi cùng chung số phận bi thảm như đồng loại của mình. (4) Mặt trời đen Đan Mạch. Nếu bỗng dưng một ngày nào đó, một đàn chim với số lượng không đếm xuể bay đến có thể che kẻ được mặt trời, liệu đó có phải là ngày tận thế? Và có chăng chúng ta phải bước vào một cuộc chiến đấu với các loài sinh vật, tựa như trong các bộ phim viễn tưởng. Nghe có vẻ rất rùng rợn đúng không nào? Và hiện tượng mặt trời đen ở Đan Mạch cũng là tình huống tương tự như thế giới hôm nay vừa đề cập. Thông thường vào mùa xuân ở Đan Mạch, từ tháng 3 đến vào giữa tháng 4, khoảng nửa giờ trước khi mặt trời lặn, một đàn sáo đá châu Âu với hàng triệu con từ khắp nơi tụ tập về tạo thành một đám đen khổng lồ trên bầu trời. Vì vậy, hiện tượng này được gọi là mặt trời đen. Hiện tượng độc đáo xảy ra khi hàng triệu con chim sáo đá cùng nhau bay lượn trên không, khiến người ta có cảm giác chúng đang che khuất cả mặt trời. Không ai hiểu nguyên nhân vì sao đàn sáo đá lại quy tụ đông đúc như thế, nhưng giả sử nếu chúng nổi loạn thì sẽ ra sao? (3) Pororoca. Bạn đã bao giờ chứng kiến một đợt sóng siêu dài và cao tới tận 4 mét chưa? Việt Nam chúng ta cũng có biển, nhưng chắc những hiện tượng như thế thì rất hiếm. Tuy nhiên, người dân Brazil thì đã thấy những con sóng này tràn vào sông Amazon vào tháng 3 đến tháng 5. Điều đặc biệt là chúng có thể tồn tại và di chuyển liên tục trong nửa giờ. Thật kỳ lạ phải không? Những khối nước khổng lồ được tạo ra từ triều cường từ Đại Tây Dương, cuộn sóng đổ vào sông Amazon, tạo ra những con sóng khổng lồ và dài nhất trên trái đất. Hiện tượng này được gọi là Pororoca. Những con sóng có chiều cao lên đến 4 mét, lao đi với vận tốc 25 km/h, tạo nên những tiếng ầm rất lớn. Chính vì thế bạn có thể nghe được tiếng của cơn sóng trước khi chúng xô vào bờ đến khoảng 30 phút. Khi tới bờ, Pororoca không dừng lại mà có thể đi sâu vào đất liền hàng km và rất nguy hiểm. Nó có thể quét sạch mọi thứ trên đường đi, từ nhà cửa, cây cối đến động vật, và tất nhiên nó cũng sẽ chẳng tha cho chúng ta. (2) Sông băng chảy máu. Nếu bạn đến Nam Cực, có thể bạn sẽ may mắn bắt gặp một cảnh tượng thực sự đáng kinh ngạc, nhưng cũng không kém phần ghê rợn. Đây là một thác nước bắt nguồn từ khe nước trong sông băng Thara, chảy xuống bờ biển lộn ngộn đá để tiến vào hồ Bonny ở Nam Cực. Nếu ai chỉ đọc đoạn mô tả này thì có thể nghĩ đây là quả một bức tranh phong cảnh rất đẹp phải không? Nhưng hình ảnh thực sự của thác nước này là một cảnh tượng hoàn toàn khác. Được đặt tên thẳng thừng là thác máu, thác nước này đổ ra một dòng nước đỏ chói. Sau khi tiếp nhận nước từ một dòng sông băng trắng xóa, màu sắc gây sốc của nó quả thật rất đáng sợ. Nhưng tất nhiên, đây không phải là máu thật. Nhưng con người vốn có một bộ não tưởng tượng rất phong phú, nên bất kỳ ai khi nhìn thấy dòng sông băng chảy máu này đều có thể liên tưởng đến các bộ phim kinh dị hay thế giới của người ngoài hành tinh. Nếu bạn nhìn thấy cảnh tượng này, bạn sẽ cho nó là gì? (1) Mây dạng thấu kính. Nếu có một tâm hồn thi sĩ, thì những đám mây nhiều hình dáng trên bầu trời đôi khi giúp bạn xuất khẩu thành thơ. Tuy nhiên, bạn đừng mong muốn gặp phải những đám mây có dạng hình thấu kính. Chúng khá thú vị đấy, nhưng cũng ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm. Mây dạng thấu kính rất hiếm gặp, thường xuất hiện dọc theo các dãy núi cao và chỗ khúc gió bên sườn núi. Khi lớp không khí ẩm bị đẩy lên cao và đạt đến một điểm bão hòa, nó cô đọng lại thành những đám mây có hình dạng bông xốp, xếp tầng, nhìn xa giống như những chiếc đĩa bay. Bởi vậy chúng có thể khiến bạn nhầm lẫn chúng là những vật thể bay không xác định. Chính vì vậy mà nó còn được gọi là mây UFO. Tuy nhiên, ít ai biết rằng sự xuất hiện của những đám mây này là dấu hiệu báo trước về sự thay đổi trong thời tiết như gió bão, lũ lụt, và chúng thường tồn tại trong khoảng 10 đến 15 phút trước khi xảy ra thay đổi thời tiết. Vì vậy, nếu vô tình nhìn thấy những đám mây này, bạn hãy nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Theo bạn thì hiện tượng thiên nhiên nào đáng sợ nhất? Bạn đã nhìn thấy được hiện tượng nào ngoài đời thật chưa? Hãy comment bên dưới ý kiến của bạn để mọi người cùng biết nhé. Hãy like và share video nếu bạn thấy thích nội dung hôm nay. Và các bạn đừng quên follow kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của Thế Giới Hôm Nay. Xin chào và hẹn gặp lại!